Này ta không vui, đừng có cản đường ta. Tại con. Tại sao Na Tra lại có thằng anh yếu đuối như mày? Đúng là đồ vô dụng. Mày vừa nói cái gì? Tao bảo mày là đồ vô dụng. Chỉ với một ngọn cỏ này tao có thể giết mày. Nắm trong giận ta. Mới sáng ra, chẳng chịu ở nhà trong nhà gì cả. Này lạnh thế nhở? Ai kia nhở? Anh Trung đánh nhau với ai ấy nhở? Mình phải bảo Hà Tiêu mới được. Có chuyện không hay rồi. Bình tĩnh. Thà đều rồi nói cho tớ nghe. Có chuyện gì? Tớ thấy á, anh Trung đang đánh nhau với yêu quái ngoài kia kìa. Ở đâu? Dắt tớ đi. Đây. Hãy xem đây. Cứ như ý. Không thể nào. Dám cản đường ta. Ở đâu? Đây này. Cậu bị làm sao ấy? Có mình anh Trung mà, làm gì có con yêu quái nào. Sao anh Trung lại cầm cạnh Như Ý? Không xong rồi. Anh Trung bị làm sao vậy Hạt Tiêu? Không xong rồi. Rồi, anh Trung lại hóa thành ma đầu rồi. Làm sao bây giờ? Ta đã trở lại. Không xong rồi, mau đuổi theo. Anh Trung. Các người là ai? Anh Trung, anh không nhận ra bọn em à? Tao không quen các người. Họ rơi vào đây, nếu không thì đừng có trách. Tiêu, tại sao anh Trung lại thành ra như vậy? Có lẽ là vì ma tính của Trương Gậy đã chiếm lấy thể xác của anh ấy. Anh đừng có mắng anh đâu, nếu không em sẽ không khách khí đâu. Không khách khí à? Hãy xem đây. Hà Tiêu, tớ mong nghĩ cách giúp anh Trung đi. Không thể để anh Trung như thế này được. Tớ biết rồi. Thượng Đạo Quân, anh là ngươi à? Sư phụ. Sư phụ, cháu bắn người. Các người nghĩ các người có thể đấu đại ra sao? Người buông tay chịu chó đi, bằng không ta sẽ tiêu diệt ngươi. Sư phụ, xin người hãy buông tay. Các người hãy lên đi cả đi. Thật là
là ngông cuồng. Để ta xin thôi, cô trả lời cho ta. Ba đầu kia, cô trả lời thật sai với anh ta. Hà Tiêu. Anh Trung. Sao ta lại ở đây? Thầy, sao thầy công nghệ của con? Chữ gậy này, ta xin tịch thu để diệt trừ ma tinh của nó. Sao thầy không nhìn thế? Công nghệ của con cơ mà. Không hiểu nữa, chúng ta muốn rời khỏi đây thôi. Chúng mày nhớ mặt tao, tưởng tao cần chơi chúng mày. Dư bớt à? Hê, xin chào. Warning. Warning cái gì? Mày là robot à? Mày ở đâu ra ấy? Mày làm cái gì ấy? Ôi, cái thằng đồ sắt này. Đỏ chi? Này, mày đi làm gì ấy? Sao mình đổi hết thành robot thế này? Anh Tiêu! Chú tao! Anh Tiêu! Này, con người nhìn tạm biến hình con người dẹp nha. Được, dẹp ngay bên đi. Chở ta đi. Nhìn như nhảy như này. Ok. 1, 2, 3. Biến tiếp đi, biến tiếp đi. Nhìn thế này. Ghê chưa. Ta cũng biết biến nhá. Tớ cũng biết biến. Cậu mới biết biến á? Đậu, ngươi cũng biết biến á. Thế ngươi biến xem nào. Nhìn đi nha. Đậu đậu giỏi quá. Anh Tiêu, cứu tao. Anh Trung. Anh Trung, hôm nay mới học được phép biến hóa à? Nói cái đầu này, lẽ ta chưa có robot, nó giật cho phát giờ biến thành thế này luôn. Cười cái gì? Chúng mày mau tưởng cái này giúp tao đi. Cười làm gì anh? Để như thế đẹp mà. Đúng không mọi người? Đẹp cái gì? Anh tháo ra giúp tao. Được. Mà không biết cái này tháo ra kiểu gì nhỉ? Để tớ thử xem. Rồi điện giật mũi rồi. Điện đâu ra? Tao không bị giật. Thì anh là robot rồi, thì anh bị giật kiểu gì? Vậy mày dùng sức mạnh phá nó ra đi. Bây giờ à, em mà dùng sức mạnh, nhưng mà anh lăn đùng ra đây anh chết to thì làm sao? Không anh ý, ngươi khà lửa cho cái vỏ robot này nó cháy đi. Tao khà muốn gọi là anh Trung thành thịt nướng ấy. Anh ấy thành thịt nướng chứ không phải tớ đâu mà lo. Ok. Từ, để tao nhắm mắt á, thùng chạy bên mắt tao. Rồi. Sẵn sàng chưa? Được rồi, tốt đây. Ok, nhanh nha. Thế nào rồi? Thế được tí bỏ nó chưa? Chưa anh ơi, cô chị thêm tí nữa. Anh chuẩn bị sao đấy? Này nào ơi, ta đốt không có chuyện gì xảy ra hết. Không cháy được cái vỏ kia đâu. Let's rock. Chập điện, không kiểm soát được nữa rồi. Đây là bên nào bên đó? Cứ đó thôi, tính tiếp. Yeah.
hình như anh Trung không đuổi nữa. Ừ, chắc là hết hết điện rồi. Đúng lại không? Xem, lại xem. Đi lại xem. Hà Tiêu, bây giờ cứu anh Trung kiểu gì? Để im đi, tớ nghĩ cách. À. À, tớ có cách rồi. Bây giờ chỉ còn cách ấy là tháo ốc ra. Tháo ốc con. Có thể tớ đã. Để tớ thử xem con điện không. Hơi. Hết điện rồi, hết điện rồi. Hết điện rồi. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Thôi cố tránh nó đi, để tớ xem nào. Ừ. Cái này là phải dùng kim tiên thương của tớ. Cậu lấy đi. Ngươi lấy đi. Ủa, cái áo giáp này làm bằng gì mà cứng thế nhỉ? Cậu cứ khoan đi, khoan bằng được thì thôi. Cái gì đây? Đứa đang khoan ra đây. Em đang khoan để cứu anh ra đấy. Đứa im đi. Không chụp vào người tao. Ok. Cái vỏ của robot này cứng lắm. Anh xem ở bên trong ấy, có cái nút nào không thì ấn vào. Mày không nhìn tao ở ngoài à? Mà cái thương của mày đâu? Ở đây. Tao chọc vào. Nó mới khỏe được. Chỗ này, chỗ này. Chọc vào đây. Vào đây đi. Chọc vào mạnh vào. Sao? Bỏng cổ ơi, bỏng cổ ơi. Mắt này. Không được. Bây giờ em phải làm sao nữa? Bọn nó làm cái gì thế mày nhỉ? Mẹ, có cả lá cha hồng ấy nhỉ? Như chúng nó đang phá cái sắt sao? Đẹp. Khoan hồ. Đây. Bọn tao không làm gì cho người đâu, bọn tao té đây. Các người, mau lại đây, tao nhờ một việc, tao không làm hại các người đâu. Mày có tin được không? Tin á? Tao chỉ thấy bảo là không tin được yêu quái thôi. Còn bọn này thì chắc là tin được đấy. À thôi được, hay là mình giả bị thương lên đi. Tao giả cụt tay, ngheo tay, mày giả đau chân đấy. Đi cửa. Tao bị thương rồi. Đừng đánh bọn tao nhá. Đừng có đánh thật tao. Ai thèm đánh chúng mày làm gì? Đây, bọn ta bọn tìm cách phá cái vỏ áo giáp này ra. Ê, mày mang tôi viết không? Tôi viết ra. Ừ, thôi đừng giả nữa. Không ăn. Cái thương của tao còn không quấy vào được. Thì cái tôi viết là cái gì? Ôi, đá bọn tao xem xét ra. Thế em còn họ chỗ nào mà tao chọc vào? Nào! Ê, nhẹ tay thôi! Anh cho tao ra bên trong đấy! Thằng này nghịch ngu! Tự dưng chưa học sát làm gì? Không ổn rồi! Cái kiến thức này là của thế kỷ tương lai cơ! Thế kỷ mình không làm được đâu! Ui, chúng mày cũng nghiên cứu về thế kỷ tương lai cơ à? Kinh đấy! À! Tao biết phá cái sắt này rồi! Thôi! Ê! Mày để ý cho nó nói! Cái kết sắt này là bằng sắt. 300 năm sau nó sẽ bị han rỉ ra. Thì anh mày sẽ ra được, mày hiểu chưa? Đúng rồi, sách tao biết cả thứ. 300 năm sau thì tao bằng bộ chứ khô à. Tôi ra được rồi nè. 300 năm trôi qua nhanh đấy nhở. Sao mày ở 300 năm? À, vào đây tao chơi ở ngoài thôi. Mà cái này đổ hết cả tay. Ừ đúng rồi, đau hết cả chân của tay. Tao ra về nha, tao về nha. Tao thoát ra rồi ấy. Dù sao cũng nhờ chúng nó ấy. Thôi, nói con người. Ba đứa chúng mày mà không bằng hai thằng yêu quái thì số IQ chúng mày quá thấp. Ai bảo tự nhiên anh chui đầu vào làm gì? Ai có thể anh bảo đâu? Tao bảo như thế à? Cậu có thế, anh có vô lý không? Ừ. Chui đầu vào, giờ là mắng một mình chứ. Trong khi mình đã giúp rồi chứ. Đúng rồi đấy. Đi về. Thế cái hộp này thì làm sao? Vậy gì? Thôi, đi làm gì? Mang về bán đồng nát, được mấy chục ăn kiêm. Bộ quà mặt đã thuộc về ta. Cô gọi bên kia, đưa lại. Đấy, mình học thì dốt, sau này không biết làm cái gì để kiếm tiền. Đúng rồi, giá bây giờ tiền và tiền từ trên trời nó rơi xuống vào đầu ta, có chết thì ta cũng thích. Ai ơi, ai ơi mà Thành ơi,
tiền rơi thật à? Ê, không phải tiền mà nó là cái gì ấy? Ở ngay trên đầu mày cái kia. Trên đầu tao. Hả? Bộ bài à? Có nghĩa lẽ nào ông trời muốn mình là một thằng bài không? Bài. Tiền, tung lửa lên. Mày làm gì đấy? Ô thế, nay giờ tao đang mơ, chứ tao không phải là thần bài. Ê, thần bài gì? Chơi với tao còn thua cả tao, đời làm thần bài. Mơ ước thì có ai cấm bao giờ. Nhưng mà nhá, bài từ trên trời rơi xuống chắc chắn là có một cái gì đấy. Em như mới. Lòng lửa. Ôi giời, sợ ai tự viết bậy ra cho bộ bài biết chắc. Nhìn gì, nào nào. Nào nào. Dòng cái dòng á, đâu nó này này. Hả? Dòng nào? Mày vẫn còn mơ à? Vừa nay thì mơ thần bài, giờ lại mơ thấy dòng. Cái gì? Mày không nhìn thấy á? Chẳng nhẽ tao lại mơ à? Này, sao mày lại tát tao? Hơn mà tát tao đau ngu gì. Nhưng mà đau thì không phải là mơ rồi. Chào mừng chủ nhân đã đến với trò chơi bộ bài phép thuật. Cái gì? Người gọi ta là chủ nhân á? Mà bộ bài phép thuật là cái gì? Đó là một trò chơi mà những người như chủ nhân là những chiến sĩ sở hữu sức mạnh của loài rồng. Ồ, sức mạnh của loài rồng á? Ôi, chú ơi, chán con này, mình ra đây, tao đừng chơi bé đi. Tại sao bạn ta lại không nhìn thấy người? Bởi vì bạn của chủ nhân chưa sở hữu một lá bài nào cả. Lá bài à? Hay lắm, cầm lá bài, xong rồi xoa. Cầm lấy, cầm xoa, xoa. Rồng, đúng rồi. Là la ta, chào chủ nhân. Chú ơi, có ai có dòng luôn. Tao sẽ giải thích cho mày sau. Nghe này này. Sắp bắt được rồi, đã để dòng mất. Dòng lửa, dòng công, dòng đất, dòng chủ. Hai anh ấy đang làm cái gì nhỉ? Mày không thấy anh đã được khiển rồng để tới cương thành đấy à? Đúng rồi, tấn công anh lên. Đấu đất phong thủ, không để tấn công. Các em bị sao ấy? Hay là các anh chơi trong tưởng tượng à? Chứ em có thấy con rồng nó đâu. Ô hà tiêu, mày không nhìn thấy con đất và con rồng nữa, to lù lù đấy à? Ha, cho lúc chiến đấu mà dám phân tâm à? Đúng rồi, tấn công. Sao rồi? Cái con hà tiêu này, tại mày làm anh thua ở đây. Mất là mày chưa sở hữu lá bài nào cả. Lá bài gì anh? Để yên, anh giải thích cho nhé. Đây, nó đấy chính là bộ bài ma thuật. Chỉ cần em sở hữu một lá bài bất kỳ ở trong lá bài này thì em sẽ chiếm giữ một sức mạnh của một loài rồng gì đó. Các anh đừng có mà tưởng tượng, trên đời này làm gì có rồng với cả phép thuật. Đấy là mày chỉ gặp Na Trà đâu. Đúng rồi. Ui Na Trà, ước gì mình định đi gặp một lần nữa. Đâu em xem cái bộ bài nào. Công nhận Na Trà ngầu nhỉ. Công nhận phép thuật
nhìn đẹp thật. Như trong phim như Hollywood ấy. Hollywood ừ. Sao không thấy đâu nhỉ? Này, người có thấy bộ bài nào rơi xung quanh đây không? Bài á? Nhưng mà cô ơi, cháu không đánh bài. Cái gì? Ta giả lắm à, mà người gọi ta thằng cô. À chị, nhưng mà chị ơi, em không thấy bộ bài nào ở đây đâu. Đi! Đi! Quái lạ! Rốt cuộc bộ bài của ta đang ở đâu? Thế nào? Em đã tin chưa? Con rồng thật này, em tin rồi. Như này, em cho em chơi với. Ừ, cho nó chơi với. Chơi, nhưng mà chẳng nhẽ bây giờ hai đứa một rồi. Hai đứa một không trộm quẻ, làm sao mà chơi được? Mà trúng rồi. Ê, hai anh ơi. Hả? Nhìn kia. Hả? Đúng người rồi. Cái gì đấy? Này, sao mọi người lại lôi em vào đây? Tất nhiên, lôi mẹ vào đây để chơi trò chơi còn gì nữa. Trò chơi á? Hả? Rồng gió. Thế là như nào ạ? Gì? Bây giờ nhá, cậu ấy xoa xoa lá bài đi. Xoa xoa. Ừ, xoa đi. Chưa? Bây giờ đã đủ rồi, chúng ta hãy chia nhau ra và làm một đội chiến đấu. Được. Thôi được rồi, bây giờ em sẽ chiến đấu cùng anh Thành. Ôi, sao mày chọn tao mà không chọn anh Trung vậy? Không được, bởi vì anh Trung là anh trai em, cũng càng không thể chọn Nhi vì Nhi là bạn em. Thôi, không cãi nhau nữa, trò chơi bắt đầu. Hạt tiêu. Dòng nước của mày không đánh được nên dòng nước của ai đâu. Dựa vào đâu mà anh nói em không đánh được? Nước tưới vào đất chỉ có ngấm thôi. Dòng đất tấn công. Dòng nước Nhi, anh chấp bày ra chiêu trước đấy. Anh đừng có mà khinh thường em. Dòng gió, tấn công! Đóng cửa, không thủ! Này, công nhận quán cơm mới mở hôm nay ngon nhỉ? Hôm sau ra tiếp. Hát. Hả? Rồng đất, tấn công! Hay hốt đi mà! Dòng nước, tấn công! Này, hả? Chúng ta phải ngu ấy nhá. Hai đứa chúng nó làm trò gì? Mày hỏi tao, sao tao biết được? Mày lên hỏi bọn nó đi. Này, chúng mày làm trò gì đây? Các bạn không nhìn thấy các chiến binh rồng đang đánh nhau. Chiến binh rồng à? Anh này, anh lại phân tâm rồi. Rồng nước, tấn công rồng đất. Ôi giời ơi, lại làm người ta phân tâm, thua trận hài đấy. Đi, kẹo nó. Bây giờ anh sẽ tấn công. Đỡ này. Tắt lửa, tấn công! Dùng gió, dùng dựa kim, thổi tắt lửa đi! Này, đang đấu rồng đúng không? Đúng, tao biết vậy. Cơ hội của mình đến rồi. Tôi thắng. Thôi mất rồi, ra đi, ta anh gửi, thua mất rồi còn đấu. Hầm, ai hốt đi mà. Có ai gửi bị hầm. Nữ rừng thua. Bây giờ là phần thi chung kết. Dòng nước và dòng gió chiến nhau. Chiến đi, chiến đi. Dòng, bộ bài của mình. Đánh đi. Bộ bài của ta. Gửi đi, đi. Bỏ tay ra, bộ bài của ta. Dựa ở đâu, ngươi bỏ, đây là bộ bài của ngươi. Ngươi có tin, ta dùng dùng được, ta tấn công ngươi không? Dùng lửa, ngươi giỏi, ngươi tấn công ta đi.
đóng cửa, tấn công chúng ta. Đây là bộ bài của ta, các người đã tin chưa? Đây là bộ bài của ta đấy. Mới có biến mất thôi mà các anh đã bảo là ma rồi, thế mình là biến hình nữa. Ôi, thế mình không biết thế nào. Các bạn ơi, chắc mình phải giữ mà thôi. Vùng biển này thật là hùng vĩ và ta trở thành vua hải tặc. Ra khơi. Ước mơ của anh là làm cái gì? Mày nói hẳn hoài được không? Ước mơ của tao ấy, nó thành vua hải tặc thống lĩnh một vùng biển lớn. Bố mẹ đã biết anh bị như thế chưa? Bố mẹ anh ấy là bố mẹ mày. Rút. Anh bị hâm như thế lâu chưa? Vua hải tặc là người ta phải ra biển khơi, ở đây đất liền. Ý mày bảo tao hâm cái gì? Nhưng cái thằng chưa ra biển thì nó phải ước mơ như thế chứ. Thì em cũng chưa nhìn thấy biển bao giờ. Thế nhưng mà anh có biết bơi không mà đòi làm vua hải tặc? Con loại mày là không biết bơi mà vua hải tặc cần gì phải biết bơi, đứng trên thuyền chỉ đạo chứ. Thế thì là mày nhá, mày thuyền nó bị đắm nhịp sao? Này con này nhá, thuyền tao chưa ra khơi mà mày đã vừa phui cái mồm nhà mày. Thì người ta... thuyền ra khơi thuyền tìm ra biển lớn, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa. Này Hồng Anh Nhi, sao mày ngồi trang trọng một hòn một cục ở đây vậy? Ta ngồi đây phải rùa. Nhưng mà hai anh em nắng người đi đâu ấy? Phải rùa á? Mày rảnh nhỉ? Mày rảnh thì phải rùa cho bò nhà mày ấy. Bò nhà nó nhiều lắm. Cho nên ngày kia cũng không hết đâu. Nhà ta nhiều bò kệ ta, của một đống tiền đấy. Nhưng mà các người trả lời các người đi đâu ấy? Anh chú anh đang đi tìm niềm đam mê của anh ý. Mặc dù là ở đây là đất liền, nhưng mà anh vẫn ước mơ là vua hải tặc. Thế các ngươi có biết ước mơ của ta là gì không? Là gì? Là vua dân tặc. Thôi, ngươi có là nâm tặc chuyên đi đốt rừng, có ngày à, vật chủ. Ngươi đừng có mà khinh thường ước mơ của ta. Làm người ai chẳng có ước mơ. Mơ? Này, A Tiêu, thế ước mơ của mày là gì? Em thì tham hơn, em lại có hai ước mơ. Một ước mơ làm cảnh sát biển, ước mơ làm kiểm lâm. Để làm gì? Để bắt là hải tặc với cả lâm tặc. Nhưng mà nó bắt tao á? Tao chưa là chơi mà nó bắt tao á? Nhanh nhanh đến đời với. Anh chú ơi, mày là ai đến đây làm gì? Nhìn mày như cái thằng xỉu nhì. Tao là Luffy. Bọn mày là ai? Thì hóa ra idol Luffy. Lên bắt tay cả. Này, nó khinh thường anh, nó không thèm bắt tay với anh. Thế nó làm sao? Nó dùng kiếm bắt tay với tao. Tí nước tay. Đi về đi, chưa có người mà cầm dao như này đâu. Đi đâu? Tiện đây thì tao tuyên bố luôn, chúng mày sẽ bị cướp. Bởi vì tao là hải tặc. Hải tặc à? Tao có hải tặc này. Tao chân tặc này. Thế thì xin chào mọi người, ta đây là cảnh sát biển. Cảnh sát biển? Vào bờ làm gì? Ai nhảy? Thích ngươi là hải tặc, thích ngươi lên bờ làm gì? Dạo này ngoài biển đói kém quá, không làm ăn được gì. Tao vào bờ cướp. Chúng mày có vàng bạc châu báu gì, mang hết ra đây. Thế là cướp rồi à? Trong dưới có vòng bạc, như là đi hạt tiêu có vòng bạc, nhất là đi mũ. Mày có chừng này. Cái chừng này là lấy được cái gì? Được. Không được gì đâu. Tao lấy hết vòng bạc hay cả sừng tặng lấy, mà hết đấy. Anh ơi, thế giờ sao? Thế đó chứ mình là ai rồi? Mày giới thiệu cho nó biết đi. Giới thiệu Ta là Na Cha. Ta Hồng Hà Nhi. Còn ta là Trung Chuối. Này, nghe rõ chưa? Thế là sợ chưa? Thế hóa ra tụi mày cosplay giống tao. Nhưng quá đen cho tụi mày, bởi vì tao có dao. Anh ơi, cái nơi này cho không phép play gì cả. Ai lại chứ dao? Thế thì mày biến hình cho nó xem. Đúng rồi, xem là cha ta biến hình đây.
Hóa ra Lai Cha thật à? Mình tưởng kiểu trong truyền thuyết thôi chứ. Nãy giờ tao chơi rồi. Té ra. Đứng lại. Mày không cướp bọn tao thì đến bây giờ tao cướp mày. Mày không biết tao cũng là hải tặc à? Mày định làm gì tao đây? Ủa hải tặc của mình đâu nhỉ? Thế nào? Chúng mày thấy tao giống hải tặc không? Ok đấy. Thế nào? Trông anh giống hải tặc phết. Hải ra khơi rồi. Ra khơi. Chúng mày nhớ mặt tao đấy. Sao tao gặp anh chết. Lần sau gặp bọn tao thì lên ra nha. Các anh cho em hỏi, có thấy vua hải tặc của em ở đâu không? Vua hải tặc á? Cái thằng mặc bộ đồ này đúng không? Vâng, đúng rồi á. Thằng này á, tao cướp của nó rồi. Mà cái tay mày cầm cái gì kìa? Cái này á, cái này là thuyền vua hải tặc. Thuyền hả? Anh ơi, thế cướp nhỉ? Cướp luôn. Mẹ! Em cướp luôn, cướp. Chúng mày, kéo thuyền cho tao. Ok, nghe, tao là thử. Nào, 2, 3, ra khơi. Mình có nên tiếp tục tặng hoa hồng anh nhìn nhỉ? Bọn này có trò gì vui thế nhỉ? Cho tao thì với. Chưa gì, kéo em. Kéo gì sao kéo em? Thì mẹ bảo kéo gì nữa. Không phải nhi, nên anh kéo. Được. Bây giờ làm sao? Đuổi theo chứ. Thay thành áo nó cắt chân của tao rồi. Nên đuổi theo. Tí mày phải kéo anh đấy nhá. Chị, ông ta tí cho em kéo cho nha. Giọng này nạn thế nhở. Cút cái xuống. Kéo tôi đi chung chú ơi. Kéo đi em, kéo đi. Hai đứa xuống mày nhá. Xuất ra anh cho anh kéo tao chơi. Tao là hải tặc kìa. Không cho chơi thì tôi làm gì mà căng thế. Tao ai đi, nó không cho chơi thì xuống. Ai ơi, lên. Tình cảm nha.